giờ mình đi ăn trưa ở nhà hàng nha. Chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi, đi thôi, Ba ba, chìa khóa xe hơi đâu? Có đây, chìa khóa cửa trước đâu? Rồi rồi, khóa cửa xong rồi. Nè, chị gái ơi, có muốn đi ăn trưa với em không nhở? Hôm qua, ba mới vừa lĩnh lương xong á, chị muốn ăn món gì cũng được hết á nha. Chị có thể gọi mấy món mắc tiền như là tôm hùm hấp nè, hào nướng phô mai nè, hay là sư. Anh ơi, em đã khóa kỹ cái miệng này lại rồi. Xuất phát tiến lên, nhà hàng thẳng tiến. Rồi vậy hôm nay mình ăn gì ta? Con ăn sushi nè, thịt nướng nè, mì xào ý thịt bò nè, buffet sô-cô-la nữa. Trời, làm gì mà chọn tùm lum món à? Ăn cái nào một món thôi xin. Chỉ có một món thôi hả? Vậy con sẽ chọn món kem sô-cô-la có kèm sushi hải sản và thịt nướng cũng được. Chọn nhà hàng trước đã. Phải vậy trước hả? Ví dụ như nhà hàng thịt nướng chẳng hạn, thử tưởng tượng coi, có bò bít tết nè, lẩu hải sản nè, rồi thịt nướng mình đặt lên dĩa nướng. Lúc đó nghe âm thanh như muốn co lại của miếng thịt. Mấy miếng thịt nướng nằm trên lò than nóng hổi tỏa mùi thơm phức. Miếng thịt nướng nó mềm rồi, bỏ vô miệng nhai nhai, trời ơi ngon. Con thích ăn thịt nướng rồi đó ba. Mình lấy thêm nhiều loại rau củ nữa để nướng ăn kèm luôn ha. Được rồi, vậy quyết định đi ăn thịt nướng ở nhà hàng 3 tầng Hoa Hồng nha. Nhà hàng đó được đó, phục vụ cũng tốt mà thức ăn cũng ngon nữa. Với lại giá cả cũng hợp với tiền ha. Nướng. Wow, đông thiệt luôn ha. Chắc người ta cũng vừa nhận lương cho nên cũng đi ăn giống mình đó. Với lại tại mình ra khỏi nhà cũng hơi trễ một chút. Bụng con nó kêu ọt ọt lên nè. Chờ chút, sắp tới rồi. Nè anh, bên phải họ đang chạy đường kìa, hay là qua đó chạy đi. Hơi khó nghe, vì mình quẹo trái cho nên phải chạy lần này, bên đó là họ đi. Phải không đó? Nói vậy mấy cái xe này đang chờ để vô bãi đầu xe của nhà hàng đó hả? Kiểu này chắc phải đợi lâu quá nghe. Chắc gần chết đói quá. Thôi đi nhà hàng khác đi. Con muốn ăn thịt nướng, chị thích ăn thịt nướng đó, nhanh lên. Thôi xếp hàng dài như vậy sao vô ăn nổi. Đừng có ở đó mà đòi thế này thế nọ. Không phải chỉ có mình con đói thôi đâu. Đã quá ha. Cảm ơn lòng tốt của Hima nhiều nha. Nhưng bụng của anh bây giờ chỉ có muốn ăn thịt nướng thôi nha. Được rồi, đã vậy thì mình tính cách khác. Bây giờ chuyển qua ăn sushi. Ăn sushi hả? Em tưởng tượng thử coi. Mực tươi nè, bạch tuộc nữa nè, tôm nữa nè, cá ngừ nè, cầu gai nè, tinh hoa nữa nè, chân cá hồi nè. Nhà hàng sushi ở ngoài mặt đường cũng tiện hơn hợp lý không? Mình vừa lãnh lương nữa mà sợ gì. Mà nhân dịp nhà hàng sushi Tanedeka mới khai trương cửa hàng mới nên giảm giá ưu đãi cho khách đó. Chỉ có 100 yên một dĩa thôi đó nha. Công nhận rẻ thiệt đó. Như vậy là có thể ăn thoải mái luôn rồi. Bụng của con bây giờ đã chuyển qua thích ăn sushi rồi. Giờ mình đi tới tiệm sushi thôi. Sushi. Nhà hàng sushi Tanedeka. Có chỗ nào trống không? Đây, bên này đang trống nè ba. Anh ơi, đợi chút xíu đã, để em xuống trước cho. Anh. Dạ xin chào quý khách. Thắng rồi. Không phải xếp hàng chờ nhiều nữa. Dạ xin mời quý khách tới trước, hãy lên đây trước ạ. Dạ xin mời quý khách ghi tên của mình vào đây và đợi gọi tên. Ghi tên xong xin mời quý khách vào đây đợi. Thì ra xếp hàng ở bên trong nhiều vậy luôn hả? Công nhận món sushi trứng cá hồi ăn ngon quá ha. Bụng của con nó kêu đần đần rồi, còn đợi bao lâu nữa vậy ba? Ăn sushi khác với ăn mì cho nên hơi lâu chút xíu đó con à. Mình ăn thêm vài dĩa cá ngừ nữa nha anh. Nè Shin, không có được nhìn người ta khi đang ăn nghe chưa? Nhưng mà họ làm con để ý mà mẹ. Con để ý tới chuyện khác đi là xong ạ. Dạ, vậy thì lức lắc nhúc nhích. Có thể cho một dĩa sushi cá ngừ được không? Lức lắc nhúc nhích. Hay là để sushi cá ngồi cũng được. Đã nói là không được làm mấy chuyện như vậy mà. Đợi lâu vậy sao thấy chán quá trời quá đất. Cố lên anh ơi, cố lên. Hôm nay có khuyến mãi đặc biệt đó.
Xin thông báo, chương trình bán sản phẩm khuyến mãi với giá ưu đãi đã hết thời gian quy định. Từ giờ chúng tôi xin được phục vụ như bình thường. Cái gì? Đúng là ổn quá đi. Không ăn được món nào ngon hết trơn. Rồi giờ tính sao đây? Quay về lại nhà hàng thịt nướng hả? Chắc là giờ đã hết xếp hàng dài như lúc nãy rồi ha. Con muốn ăn trưa, con muốn ăn trưa. Thì chắc chắn là ăn chứ sao không? Có điều là ăn ở đâu thì ba mẹ vẫn đang suy nghĩ đây nè. Vậy thì tới quán y tá đây. Quán y tá? Tưởng tượng thử coi nha, một dĩa mì nóng hổi đặt trên bàn nha. Một dĩa mì nóng hổi đặt lên bàn luôn. Rồi sau đó sẽ chan nước sốt thơm phức lên. Chan nước sốt cà thơm phức lên nữa thì ngon biết mấy ha. Chưa hết nha, còn thêm hải sản như là tôm và cá. Đúng rồi ha, còn thêm hải sản như tôm cá nữa. Ủa, có lộn qua bánh pizza không đó? Mấy cô phục vụ trong nhà hàng đó rất dễ thương luôn nha. Dạ xin chào quý khách à, nghe tiếng chào ngọt ngào thôi cũng thấy vui rồi. Dạ xin chào quý khách. Đúng rồi đó, mấy em đứng ngay cửa ra vô á, chào khách dễ thương mà. Vừa ăn mặc trẻ cũng dễ thương nữa. Hai ba con đang tưởng tượng cái gì đó hả? Bữa nay không có được tới đó ăn đâu nha. Làm sao vậy em? Mẹ ghen tị hả? Không phải vậy, ở đây mẹ có đem theo hai phiếu giảm giá 20% cho phần pizza, nhưng mà chỉ dùng cho ngày thường thôi à, không có được dùng vào ngày thứ bảy chủ nhật. Hôm nay là thứ bảy, bởi vậy nếu hôm nay mình ăn ở chỗ đó thì sẽ không được giảm giá đồng nào đâu. Thôi đi tìm chỗ khác ăn đi. Mẹ kêu kẹt quá à. Con đang đói bụng mà cứ đợi hoài. Con muốn ăn trưa, muốn ăn trưa à. Đúng rồi đó, ăn gì cũng được, phải tới tiệm nào đó để ăn liền đi, đói quá rồi. Đúng rồi, chỗ đó anh thấy sao? Chỗ đó? Trời ơi, anh còn nhớ cái tiệm mới khai trương mà có tàu hơi nước không? Là tiệm mì số 3 đúng không? Tô mì số 3 thật mềm dai và đậm đà hương vị, kèm tôm chiên bột. Số 3! Tiệm liều aha. Tiệm này sao yên lặng quá vậy? Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong suốt 3 tháng qua. Hôm nay vì có việc nên tiệm xin nghỉ một ngày. Trời ơi! Vậy là dở tan rồi. Cứ như vậy hoài, ăn trưa sẽ trở thành